Chào anh em, mình giới thiệu với anh em một cây đàn rất là xịn sò, hàng cao cấp nha, của hãng Overson. Cây này series là CC57 nha anh em nha. Hàng này là dòng đàn rất là cao cấp luôn. Bình thường anh em hiếm khi nào được gặp những cây này chính hãng lắm. Thường anh em chỉ thấy những cây đàn người ta làm nhái theo những cái thương hiệu này thôi nha. Là làm cái kiểu dáng giống như nè, anh em nhìn thoáng qua thấy không, thùng nhựa nha. Cây này là cây mẹ đẻ của các cây đàn thùng nhựa nha. Cây này là những cái đàn mà tiên phong á anh em, chất lượng rất là tốt nha. Bộ khóa là khóa zin của hãng luôn nè anh em, khóa zin của hãng còn nguyên logo luôn, EQ là EQ của hãng luôn nha. Pin mình để trong thùng, tiếng nó rất là hay luôn. Khi nó kết nối với âm ly tiếng rất là mạnh, rất là hay nha, và đặc biệt nó không bị ù hú đâu, tiếng nó rất là tốt. Cần phím ngon lành nha anh em, ngoại hình cái đàn rất là đẹp. Đàn này hồi tết mình có một cây bán 11 triệu nha anh em nha. Không phải series này, series cao một chút xíu, 11 triệu. Một cây series giống như vậy bán 8 triệu và một cây 6,5 triệu. Cây này thì mình mua về được giá rẻ hơn nha, cho nên mình thanh lý với anh em giá rất là rẻ. Đàn nó đẹp hết anh em, nó không có vấn đề gì luôn, hoàn toàn là đẹp nha. Cây này giá rẻ hơn nha anh em, chỉ có 5 triệu thôi nha anh em. Hiếm khi mà mua được một cây đàn Overson mà chính hãng mà giá rẻ lắm. Bình thường anh em thấy những cây như thế này toàn là hàng người ta làm giống thôi nha, chứ không phải là của hãng Overson họ làm nha. Này là hàng của hãng. Đây anh em coi tổng quan cái đàn này, nó rất là đẹp luôn nè. Cái đàn này gần như là nó đẹp hoàn hảo luôn nha, lưng eo hông này kia đó, ngon lành, ok hết nha. Còn series tem mát rồi đầy đủ ở trong thùng luôn nha anh em. Thì cái chất liệu nó làm rất là cứng cáp anh em, rất cứng cáp. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi mình quay gần cái đàn cho anh em coi nha. Hoàn toàn cái đàn là nó đẹp ơi là đẹp luôn. Đó, đẹp đẹp hoàn toàn hết nha anh em nha. Không láng hết luôn. Đó, cái mặt này nè, nó rất là dễ dính dấu tay. Ở đây nó có dính miếng dấu tay của mình nè. Anh em lau, anh em lên lấy cái khăn mút á, cái miếng mút lau bảng á. Anh em lau bằng cái mút lau bảng thì nó sẽ mướt hơn, nó không có dấu tay nha. Nó bóng láng hơn. Đó là kinh nghiệm mình chỉ cho anh em thôi. Này, tem mát nè. Đó, đây cũng Overson nha anh em nha. Cần phím thì rất là tuyệt vời luôn anh em. Lưng đàn đẹp hết nha, chất liệu rất là cứng cáp nha anh em. Đây là đầu gắm để mình gắm rắc luôn nè. Đó, rất là ok. Rồi mình đo cái action cho anh em coi. Dây số 1 anh em, đó chuẩn nha. Dây 6 chuẩn nha anh em. Test cái cần phím cho anh em coi. Âm của đàn này thì nó ấm mà nó hơi thanh nha anh em nha. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè tè, không lỗi phím nào nha. Mình rải vài hộp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm học của nó. Tiếng ấm dịu dễ chịu nha anh em. Mình kết nối cái EQ cho anh em thôi. Dòng đàn này chuyên để cho anh em người ta làm show sân khấu này kia, tiếng nó sạch, nó đầy và nó không bị ù, không bị xì nha anh em coi. Cái tiếng khi nó kết nối âm ly rất là mạnh luôn anh em. Thấy không? Rồi ok. 6 giây. Tiếng rất là lớn, rất là dày nha anh em. Bây giờ mình rải vài hộp âm để anh em nghe cảm nhận cái âm khi nó kết nối với âm ly. Mình thì mình thấy nó rất là mạnh luôn, từ dòng đàn này mình đã rất là quen với nó. Tiếng nó kết nối âm ly tiếng rất là mạnh, rất là dày nha. Thank you.
tiếng nó rất là dày, rất là chắc nha. Thường thường anh em làm show á hay là làm phòng thu đồ á, chơi những dòng đàn này nó sạch tiếng lắm nha, ra tiếng rất là chuẩn, rất là sạch luôn. Đàn mình bán giá rất là rẻ nè, cây này chỉ có 5 triệu, thông thường anh em mua là phải tầm 6 triệu rưỡi 7 triệu nha anh em nha, chưa chắc là có được một cây đàn đẹp như vậy đâu. Giá rất là tốt, chỉ có 5 triệu thôi anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.